Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Sau khi Cộng sản Bắc Việt chiếm được miền Nam Việt Nam, có khoảng 1 triệu người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do. Hàng trăm ngàn đồng bào vượt biên đã bỏ mình trên hành trình vượt biên. Họ nằm xuống ngay trên cửa biển trong lòng sông của đất nước. Họ phơi xác trong rừng sâu, ngả mình âm thầm trên đảo vắng. Họ nằm xuống vĩnh viễn vì đói, vì khát, vì bọn tham vàng đẩy người ra biển, vì bị bắn để phi tang, vì phong ba bão tố, vì tàu hỏng máy, tàu đi lạc hướng, vì hải tặc Thái Lan tấn công và sát hại. Còn biết bao nhiêu cô gái đã bị bọn hải tặc nhốt trên đảo hoang, hoặc bị bọn buôn người đầy ải. Họ là những người yêu chuộng tự do. Họ chạy trốn chế độ cộng sản trong thời kỳ đất nước điêu tàn, tan thương nhất sau năm 1975. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên của viên sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh bị Cộng sản Bắc Việt bắt đi tù cải tạo. Sau khi ra tù, anh cùng gia đình vượt biên. Chiếc thuyền đưa 23 người xuất phát từ Vũng Tàu vào ngày 17 tháng 4 năm 1977 đi tìm tự do. Khi ra biển Đông thì thuyền gặp bão, rồi thuyền bị hải tặc Thái Lan tấn công. Anh đã giật súng của hải tặc, hạ gục một tên và bắn bị thương một tên, nhưng anh bị trúng đạn và không qua khỏi. Hải tặc bắt đi 3 cô gái, đốt thuyền để phi tang. Câu chuyện có tiêu đề Ông Địa của chị Quyên, tác giả Lê Thanh. Mời quý thính giả lắng nghe phần 1. Năm đó, năm 1977, cả nước, nhất là miền Nam Việt Nam đói khổ lắm. Đối với người dân ở thành phố Vũng Tàu như gia đình Quyên mà chính phủ gán cho, thuộc thành phần có lý lịch mà chúng gọi là ngụy, thì càng khó khăn hơn nữa. Thức ăn chính là hạt bo bo trộn với khoai sẵn, mà cũng không có đủ tiền để mua. Bao nhiêu vốn liếng tiền bạc dành dùm sau ngày cưới, Quyên bán hết để lo cho anh Tuấn ra khỏi trại tù cải tạo của bọn Việt Cộng. Tội nghiệp mẹ chồng của Quyên, bà hy sinh bán luôn căn nhà phía trước mà trước đây dùng làm nhà thờ tổ tiên để lo cho anh Tuấn, và dự định là có dư chủ tiền mua được một chiếc xe Honda để anh chạy thồ kiếm sống cho gia đình hàng ngày. Ngày đi đón anh Tuấn về nhà từ trại tù cải tạo Việt Cộng cũng là ngày cán bộ nhà nước đến từng nhà kêu gọi những vùng bầu hợp tác với nhà nước trong chương trình kinh tế mới, mặc kệ họ la gào kêu gọi và kể cả hăm dọa. Quyên gặp lại chồng số 7 năm cách biệt, mừng như cuộc đời được tái sinh, được mắc cho sự sum họp sao mà thậm thiết. Chỉ 2 năm xa cách chồng mà Quyên cứ tưởng như là cả thế kỷ. Ngày xưa anh Tuấn là một sĩ quan tốt nghiệp từ trường Võ Bị Đà Lạt. Mỗi khi về phép, anh thường đùa với Quyên khi nghe Quyên hát bài thơ Màu Tím Hoa Sim: Bảo anh sức chị đường tà, vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu. Anh nói với Quyên làm gì có chuyện vỡ vực chồng mất vợ đó. Anh và Quyên sẽ sống với nhau trên 100 tuổi, con cháu đầy đàn, đám cưới chưa đầy 2 tháng. Thì tháng 4 định mệnh năm 1975 đã đến, và anh đi học tập từ đó. Ngay ngày đầu tiên anh Tuấn được phép về lại với gia đình là Quyên đã thấy sự thay đổi nơi chồng mình. Ngoài dạng vóc ổn và đen đủi bên ngoài, anh Tuấn trở nên lầm lì ít nói. Ngày xưa anh nói nhiều chừng nào thì bây giờ anh lại nói ít chừng đó. Thỉnh thoảng anh cứ nhìn về phía Tây Ninh, nơi anh đã bị cải tạo hơn 2 năm, và ngâm nho nhỏ mấy câu thơ thật buồn: chim buồn chim bay về núi, cả buồn cả chuỗi xuống sông, người buồn ra ngọ đứng trong ngọ thì thấy ngọ,
Người không phải người. Anh ngâm thơ và dòng nghẹn ngào chẳng đúng như anh Tuấn rặng rọt ngày xưa của Quyên. Quyên hỏi anh nhớ ai vậy? Có phải nhớ cô nào không? Thì anh chỉ lắc đầu. Một điều thật là lạ, cứ mỗi ngày vào khoảng 5 giờ sáng là anh thức dậy, ra ngoài sân sau và 10 phút mới trở vào. 7 ngày liên tục như vậy, Quyên tò mò lén lén rình theo chồng xem thử anh dậy sớm làm gì ngoài đó. Quyên thấy anh đang lom khom quỳ lại một cái bàn thờ ông địa nho nhỏ mà anh tự lập ra hồi nào không ai biết. Trên bàn thờ vọn vẹn có một điệu thuốc đang bốc khỏi và anh khẩn nguyện nho nhỏ: con lại ông thần, con lại ông thần ban phước lành cho gia đình con, đừng khổ nữa, cho hưng được siêu thoát. Trong bận tối, tay Quyên run run đùng vào cạnh cửa làm bật tiếng động. Anh Tuấn vội im bặt và quay lại nhìn Quyên. Thấy Quyên anh ngượng ngùng và giang tay ôm gọn Quyên vào lòng. Anh bắt đầu kể lại câu chuyện tù đầy của anh 2 năm qua. Câu chuyện anh kể làm cả hai cùng khóc. Anh chỉ cho Quyên bức tượng ông địa anh làm bằng thờ và nhắc đến người bạn cùng tù cải tạo tên Hưng đã hy sinh chỉ thay cho anh trong lần cả bọn trốn tù, cũng là tác giả bài thơ mà anh hay thường ngâm một cách buồn bã. Nghe anh kể mà Quyên không cầm được nước mắt. Những đoạn đường anh đã đi qua đúng là địa ngục của trần gian. Buổi sáng vào rừng đụng cây để khai phá đất cho vùng kinh tế mới, buổi trưa theo đoàn đi làm nhiệm vụ gỡ mìn, tối về thì học tập. Chính phủ Việt Cộng khoan hồng cho các anh sống nhưng không cho các anh ăn. Các anh phải tự túc tìm cách mưu sinh, tự tìm cách làm ra thức ăn để sống. Sĩ quan cấp trung ủy đụng ra anh chỉ có cải tạo 6 tháng hay 1 năm mà thôi. Nhưng đa số anh và các bạn kéo dài trên 2 năm vì lý do tư tưởng không được khai thông sớm. Riêng anh thì bị thêm tội trộn trại cải tạo. Từ Tây Ninh anh cùng 3 người bạn nhân chuyện chợ gỗ rừng làm cầu để hỗ trợ cho chiến tranh lúc đó đang lan tràn bên xứ Miên. Anh và các bạn trộn trại thoát được vào rừng hơn 7 ngày đêm. Dự định là trộn qua xứ Thái, nhưng thay vì đi Thái Lan, các anh đi lạc vào khu rừng cẩm của trại lĩnh biên. Họ đánh đập các anh rất tàn nhẫn và giao lại cho bộ đội Việt Nam. Trong những người trộn tù cải tạo có trung ủy Hưng, anh ta độc thân nên vì bạn đã hy sinh cho những người có gia đình. Anh Hưng nhận hết tội tổ chức vượt ngục. Anh Tuấn chồng Quyên bị đánh gãy xương chân và bị bắt nhịn đói 3 ngày. Anh Hưng bị đánh nạt chân, lôi ra treo giữa cột cờ bỏ đói để làm gương cho những người dám chống đối. Anh Hưng hy sinh vài ngày sau đó. Trước khi mất, anh giao lại hình ống đìa cho anh Tuấn, nhờ anh giao lại cho người em gái tên là Thu. Về được Sài Gòn, anh Tuấn đi tìm Thu thì được biết cô này đã di tản ra nước ngoài từ lâu rồi. Anh Tuấn nói với Quyên rằng niềm tin đã bùng dậy, niềm tin đã bùng dậy nơi anh khi anh cần kề với cái chết. Ông địa bây giờ là niềm tin, là thần thánh tối cao trong cuộc đời còn lại của anh. Sau năm 1977, Vũng Tàu cũng là các thành phố khác tại Việt Nam bị nạn đói hoành hành. Anh Tuấn thay đổi tính tình rất nhiều, từ một người lanh lẹ, hoạt bát và gan dạ. Anh trở nên lầm lì và nhút nhát sợ hãi mọi điều. Anh tránh né mọi người và như sẵn cho thế giới riêng anh. Có lúc Quyên bắt gặp anh ngồi tư lự hàng giờ và thường lẩm tẩm một mình như người mất trí. Thương chồng vô cùng, nhưng Quyên chỉ biết âm thầm khóc chứ đâu biết làm gì hơn. Người ta nói anh bị ngại miên, làm mất trí cần phải có bùa của người miên ở mại tầng châu đốc mới trị được. Quyên nghe thì biết vậy,
Chợ ăn còn không đủ cho đời sống hàng ngày, lại tiền đâu mà trị bệnh cho chồng. Hàng ngày giao cho anh chiếc xe Honda, đi thồ kiếm sống, anh Tuấn cũng đi. Nhưng ra ngồi bến xe rồi cứ trầm ngâm mơ màng, đọc nho nhỏ bài ca. Chim buồn chim bay về núi, cả buồn cả chuỗi xuống sông. Người buồn ra ngõ đứng trong, sáng đi chiều về anh không có lại được một người khách nào hết. Trước khi nhập ngũ, anh Tuấn là sinh viên trường kỹ sư Phú Thọ, Quyên là sinh viên trường đại học khoa học. Mở vốn liếng kiến thức của gia đình, Quyên không đủ để thuyết phục chính quyền đương thời giúp cho một công việc làm. Không ai cho gia đình Ngụy một công việc nào hết. Và cứ như vậy, gia đình Quyên phải bán hết đồ trong nhà để mua gạo sẵn hàng ngày. Ngày Quyên đem bộ đồ cưới đi bán, anh Tuấn không nói năng gì, chỉ nhìn Quyên bằng ánh mắt buồn vời vời. Tối hôm đó, anh rủ Quyên đi biển để dạo mát. Lâu lắm rồi mới có dịp cùng chồng ra biển. Cũng lâu lắm rồi Quyên mới tìm thấy một chút hạnh phúc bên chồng. Vùng tàu có bãi biển lý tưởng để nghỉ mát, mà thiên nhiên đã ban tặng như bãi trước và bãi sau. Anh Tuấn và Quyên thường đi bãi trước, cũng tại nơi bờ biển này Quyên gặp và yêu anh. Tình yêu tuyệt vời của thời sinh viên đại học, trước khi anh Tuấn theo lệnh động viên và nhập ngũ. Bãi trước còn gọi là bãi tầm dương, gió có thể ngắm mặt trời lặn vào buổi chiều. Bãi trước có những hàng dừa chạy dọc theo bờ biển và giống như một vịnh nhỏ ít sóng. Bãi cát dài phẳng và có hình vòng cung khá đẹp. Tay trong tay, anh Tuấn và Quyên, hai đứa như thường lệ mua hai trái bắp, vừa đi dạo trên cát vừa ngậm từng hạt bắp ngọt lịm và thơm lừng. Trong cơn xúc động, Quyên nói nhỏ vào tai anh, bảo cho anh biết Quyên đã có thai hơn 3 tháng. Đứa con đầu lòng của Tuấn và Quyên, anh cũng xúc động không kém, siết chặt tay Quyên trong vòng tay rắn chắc của anh. Anh không nói gì hết, nhưng trong ánh mắt của anh, Quyên thấy cả một bầu trời với sự vui mừng lẫn lo âu. Chương trình vận động đi kinh tế mới của chính phủ cộng sản Lẩu Cả dùng từ ưu việt cho những gia đình có người mới cải tạo được trả về làm cho Quyên lo lắng vô cùng. Nhà thì hết gạo, Quyên thì phải chạy về nhà mẹ vay mượn từng bữa mà khổ nỗi. Nhà mẹ Quyên cũng nghèo tả tơi, ăn cũng không còn đủ thì làm gì giúp Quyên được. Nhìn cái thai đứa con càng ngày càng lớn, nhưng vì không đủ ăn, làm gì có đủ chất dinh dưỡng cho con. Quyên đau đớn âm thầm, chỉ biết khóc. Riêng anh Tuấn không biểu lộ sự lo lắng gì hết. Sáng sớm là anh và vài người bạn cứ cầm cần đi câu cá, hết bãi trước rồi đến bãi sau. Mặc kệ ông tổ trưởng dân phố hàng ngày đến tìm anh để hỏi về việc tình nguyện xây dựng vùng kinh tế mới, anh làm việc gì coi bộ rất bí mật. Có lúc anh đóng cửa phòng cả ngày không ra bên ngoài, cho đến khi anh và các bạn đem những bình xăng thật lớn về chất đầy trong nhà thì anh mới cho biết là anh đang chuẩn bị đi làm ăn xa. Vài ngày sau đó, anh mới cho Quyên biết là anh và các bạn tỉnh tổ chức vượt biển, đem gia đình đi ra nước ngoài tị nạn chính trị. Đến lúc này thì Quyên thấy anh trở nên hoàn toàn tỉnh trị. Người chồng đức độ và đầy đàn ông tỉnh của Quyên đã trở lại bình thường. Hàng đêm vợ chồng Quyên thao thức trong những ước mơ thật đơn giản. Ra nước ngoài anh sẽ tìm một việc làm tạm sống và đi học trở lại. Vợ chồng Quyên cầu nguyện ơn lành nuôi dưỡng cho con và lo cho con học nên người. Gia đình Quyên sẽ sống một đời sống không còn thiếu ăn thiếu mặc, không còn chiến tranh và hận thù, không còn bị kèm kẹt mất tự do căn bản của con người. Hơn một tháng trời nghiên cứu và thảo luận với mẹ anh Tuấn,
Gia đình Quyết quyết định đăng ký đi làm ăn tại vùng kinh tế mới Gia Kiệm. Anh Tuấn tin rằng chỉ có cách đó mới tránh được sự dòm ngó của công an khu vực. Đi kinh tế mới thì có quyền bán nhà và dự trữ lương thực mà không ai để ý tới. Căn nhà trị giá 20 cây vàng, mẹ anh Tuấn bán là chỉ có 15 cây, đóng cho tổ chức vượt biên 12 cây, bổn lương mỗi đầu người, số còn lại chỉ đủ mua lương thực và thuốc men dự trữ. Anh Tuấn lo cho mẹ và Quyên rất chú đạo. Mẹ đã gần 70 tuổi và Quyên thì mang thai. Như thế tạo thêm niềm tin, tội nào anh cũng nhắc nhở Quyên cùng anh cầu nguyện ông Địa. Anh cầu khẩn rất thành tâm và lúc nào cũng có ly cà phê hay thuốc lá thắp cho anh Hân, người bạn đã khuất bỏng. Ngày 17 tháng 4 năm 1977 là ngày ban tổ chức quyết định khởi hành. Trước đó vài ngày Quyên cảm thấy trong người khó chịu, nhưng vì không dám để chồng lo lắng, Quyên cặn răng chịu đựng. Nguyên một đêm nằm chờ trong thùng chai để được đón ra thuyền đánh cá lớn tại bãi sâu. Bụng dưới của Quyên cứ đau lâm râm như đã dự định trước. Ban công an biên phòng đã được trả tiền trước nên không kiểm tra đêm đó, không một chút trở ngại. Nhóm thùng chai chở người di tản ra thuyền lớn, khoảng 15 người trẻ có, già có, được chuyển hết lên tàu tại bãi sau. Một con thuyền đánh cá từ từ ra khơi, trong đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Quyên nhìn quê hương dần dần khuất sau ngọn đồi mà mắt nhòa lệ. Mẹ ơi vĩnh biệt mẹ, vĩnh biệt quê hương Việt Nam ngàn đời yêu dấu. Chiếc thuyền đánh cá nhỏ thông thường chỉ có vài người đi làm cả, bây giờ mang cả hơn 20 người. Nên nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy sức nặng làm con thuyền trùng xuống và nghiêng hẳn qua một bên. Để cân bằng, anh tài công chỉ cấp cho mọi người ngồi đều nhau trên các khu vực của chiếc thuyền. Khi chạy ra bến, khi chạy ra đến khu vực gần địa phận quốc tế thì thuyền chúng tôi gặp tàu tuần của chính phủ Việt Cộng. Họ đi tuần tiểu vòng vòng khu vực thuộc hải phận Việt Nam. Thực sự đây chỉ là hình thức kiểm soát ngư nhân vượt biên và một cách làm tiền của bọn nhóm hải quan Việt Cộng. Tại tàu tuần cảnh chạy đến, anh tài công kêu mọi người xuống hết dưới lòng tàu chỗ chữa cả, và cùng vài anh em trong đó có anh Tuấn giả bộ bắt đầu mang lưới ra thả. Đã nhận tiền trước, mấy cán bộ hải quan lờ chúng tôi và cho tàu tuần chạy thẳng về phía trước của vùng tàu, chờ cho họ đi thật xa. Chiếc thuyền của chúng tôi mới bắt đầu vượt ra hải phận quốc tế và hướng về phía nam thuộc địa phận Mã Lai Ả, nơi mà chúng tôi muốn đến tạm trú để nhờ sự giúp đỡ của Hội đồng Liên Hợp Quốc. Đến lúc này thì tinh thần của mọi người bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ra khỏi hải phận Việt Nam, chúng tôi đã bắt đầu thực sự nhìn thấy mình đang trên con đường của bến bờ tự do mà chúng tôi từng mơ ước. Từ vùng tàu theo lộ trình đã dự định, nếu thời tiết tốt, chúng tôi chỉ cần 4 ngày là đến được bán đảo Mã Lai. Trên thuyền chúng tôi có đủ nước và thức ăn khô cho 5 ngày. Từ bán đảo Mã Lai Ả, chúng tôi hy vọng sẽ gặp tổ chức Liên Hợp Quốc và sẽ được đưa về trại tị nạn Kuala Lumpur. Biển lặng, trừ một vài thanh niên trong nhóm, tất cả mọi người trên thuyền đều bị say sẩm nằm liệt. Mẹ chồng Quyên nôn mửa liên tục, còn riêng Quyên thân thể đau nhức không chịu đựng nổi nên nằm liệt trong tàu. Thương Quyên, thương mẹ, anh Tuấn cứ chạy lên chạy xuống lo nước uống và thuốc thang. Bụng dưới của Quyên càng lúc càng đau đớn, Quyên lại càng cắn chặt răng chịu đựng, không dám than thở một lời nào vì sợ ảnh hưởng tinh thần người chung quanh. Thuyền nhỏ, người đông không đủ chỗ nằm, anh Tuấn hằng đêm nhường chỗ cho mẹ và Quyên nằm. Anh ra cạnh mẹ của khoang thuyền nằm canh chừng. Thuyền chở nặng,
nên mực nước cứ nhấp nhô đánh tạt vào người anh sờ ngủ quên, và sóng đánh rơi xuống biển, anh lại dây cột chặt thân mình vào khoang tàu. Cứ 5-10 phút anh trở đầu nhìn Quyên và mẹ, trong ánh mắt đầy lo âu của anh, Quyên thấy cả một bầu trời thương yêu trong đó. Lúc đó tự nhiên dưới khoang tàu vang vọng lên bản nhạc sợi nhớ sợi thương của ai đó. Bên nắng đốt bên mưa quay, em giang tay em xòe tay, chẳng thể nào xua tan mây, mà chẳng thể nào che anh được, trừ rút sợi thương ấy mãi trong mãi lợp, trừ rút sợi nhớ mãi đang vòm xanh. Miếng sườn đông mà che mưa anh, miếng sườn tay xòe bỏng mát, rợp trời thương mãi màu xanh suốt, mà em nghiêng hết ấy mãi về phương anh, mà em nghiêng hết ấy mãi về phương anh. Lúc đó Quyên muốn giang hết tay ra xòe rộng tay, có thể nào che mưa dầm nặng dài cho người thương của Quyên. Cơn đau bụng bất chợt lại đến, nhìn hình ảnh của anh Tuấn tự nhiên Quyên thấy như đang đông đưa trước mặt, và Quyên ngất liệm dần trong hình ảnh đó. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý thính giả trong phần 2 tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.